Sau thời gian dài đóng băng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện du lịch Ninh Bình đã mở cửa đón khách nội tỉnh. Tuy lượng khách chưa cao, nhưng tất cả khu điểm đều chủ động thực hiện tốt các tiêu chí an toàn phòng dịch. Qua đó, từng bước chuẩn bị điều kiện, thích ứng linh hoạt để đón khách trong nước và quốc tế trở lại trong thời gian tới. Đây là chuyến du lịch đầu tiên của chị Hòa cùng gia đình và bạn bè sau khi ngành du lịch khởi động trở lại. Ai cũng hào hứng, phấn khởi, nhưng không quên thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Trước khi đi thì gia đình tôi cũng chuẩn bị đầy đủ khẩu trang và sát khuẩn. Khi đi vào khu du lịch thì chúng tôi đã khai báo y tế và cũng sát khuẩn tay để cả nhà đi vào trong đây. Từ dịch COVID-19 là cháu chưa được đi đến đây và cháu đi đến đây cháu cảm thấy rất là vui. Phòng dịch ở đây rất là tốt. Cháu đã sát khuẩn tay và đo thân nhiệt, đảm bảo an toàn trong lúc tham quan. Theo dự báo của ngành du lịch, những ngày đầu mở cửa trở lại, lượng khách sẽ chưa thể tăng cao do tâm lý e ngại dịch bệnh. Vì vậy, an toàn phải được coi là yếu tố quan trọng, tiên quyết, đòi hỏi các doanh nghiệp cần chủ động thực hiện tốt, giúp du khách yên tâm trong suốt hành trình trải nghiệm của mình. Tại tất cả các khu điểm du lịch đều yêu cầu khách khai báo y tế đầy đủ, đo thân nhiệt, đồng thời tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bằng nhiều hình thức, bố trí dung dịch sát khuẩn, khẩu trang ở những vị trí thuận tiện. Bên cạnh đó, tăng cường nhân lực dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp. Có các cái thông điệp gửi đến khách hàng bằng bảng biển, khẩu hiệu hoặc là truyền thông qua những cái băng ghi âm phát để nhắc nhở du khách trong cái quá trình tham quan tại khu du lịch thì thực hiện tốt hơn cái công tác phòng chống dịch, đồng thời là chủ động để bảo vệ cái sức khỏe cho chính bản thân du khách cũng như là những cán bộ nhân viên làm việc tại khu du lịch. Mở cửa đón khách trở lại, ngành du lịch mong muốn khích lệ động viên tinh thần của các doanh nghiệp sau những thiệt hại nặng nề, từng bước phục hồi và phát triển. Sau giai đoạn mở cửa đón khách nội tỉnh, trên cơ sở xem xét khả năng kiểm soát dịch bệnh để tổ chức thí điểm đón khách ngoại tỉnh theo chương trình tour du lịch khép kín, thận trọng từng bước mở cửa, từng bước thích nghi, đảm bảo phòng chống dịch nhằm phát triển du lịch một cách bền vững, hiệu quả. Đây cũng là thời gian để các khu điểm xây dựng sản phẩm mới thu hút du khách trở lại Ninh Bình. Chúng tôi đã xác định là cũng là một cái cơ hội để chúng tôi chỉnh trang, sửa chữa cái cơ sở vật chất, kỹ thuật cũng như là cái trang thiết bị để phục vụ cho khách du lịch, như là chỉnh trang lại hệ thống bến thuyền bậc lên xuống, chỉnh trang lại cảnh quan cây xanh và bổ sung thêm các cái loại hoa cây cảnh, bố trí cái ruộng để trồng súng để tạo thêm một cái những cái sản phẩm mới phục vụ cho khách du lịch. Hiện nay ngành du lịch đang đẩy mạnh truyền thông quảng bá thông điệp người Ninh Bình đi du lịch Ninh Bình, tổ chức các tour online trực tuyến kết nối du khách ở các tỉnh thành phố khác, sẵn sàng đón khách về thăm và trải nghiệm an toàn tại Ninh Bình.